Đây anh em này, làm giám đốc bỏ về rồi. 9 giờ chưa được cái gì. Về thì về trước rồi. Trường, cười nào. Đây là tổng giám đốc Phạm Đình Trường. Nhưng mà bé gần nhất tỉnh. Anh đừng. Giám đốc Đỗ Xuân Hoạn, cây bia nhất tỉnh. Thua giám đốc Hòa Lân Sơn thôi. Quách Công Đại. Nhân viên FT3. Đây anh em, hôm nay thứ bảy lại này đi bán, người ta đây là đi lưu diễn. Bán mấy cái đồ của Viettel này. Vẫn như lần trước thôi. Đấy. Đèn năng lượng mặt trời này, có camera này, có wifi phụ này. Ít tờ rơi đấy nhở. Đây anh em nào muốn xây nhà thì lại gọi là cái số hotline đâu nhở. Đức Trung ơi. Đây 1900 98 98 68. Đây là phó giám đốc. Quân Hương gọi này. Đi hay anh em đi xuống lắp. Nghe máy đi. Hả? Mấy mét thì cũng lắp. Đi. Đấy. Vừa em đi tư vấn lắp được luôn cái lan, nghe máy luôn. Chú à? Alo. Vâng. Có tí mới bảo ơi, chú lắp cho chú mà không xuống. Vâng, đây tí bọn cháu xuống lắp đây. Vâng. Ê, vừa mới ra một cái là được luôn cái mạng lan anh em nhá. Đấy, đi bán rồi cầm sạch luôn cái con này đi này. Đấy, sạch đường tẹn đà F6. Quất luôn cái con tẹn đà F6 này. Bây giờ công ty công trình ra nhiều cái gói dịch vụ lắm, thì anh em nào mà có nhu cầu thì anh em nào cứ lên cái Viettel Construction này. Đấy. Địa chỉ server đấy. Đó. Website. Đi Trường ơi. Giám đốc ơi. Tổng giám đốc ơi đi. Nhưng mà nó có kéo mỗi mấy mét rơi lạ đâu. Mấy mét cũng tiền. Lại có ngay cái gói doanh thu luôn. Đi. Đi. Ban thì ở đâu? Ngay dưới này. Quân. Anh với chú đi à? Đi. Hai anh em mình đi. Đi. Đi cho nó vui, quan trọng gì. Ở đây có đại với Hòa rồi, đi tư vấn đi. Đây. Từ sáng đến giờ mà ngồi. Tí nữa xuống thịt cho Quân Hương thì cắm nợ luôn. Cắm nợ mấy con tenda ở đây này. Đi Trường ơi. Dây đâu, dây đâu? Có dây chưa? Đây nhằm nha, khách hàng có một cái đầu chính ở đây rồi. Còn đây là cũng là một cái model chính này. Thì cái con này là không dùng được cho cái wifi phụ. Đấy. Và wifi phụ bởi vì nó có một cái cổng quang ở dưới này này. Đây là chỉ là model chính thôi. Đấy. Còn cô muốn ấy thì cô phải mua thêm cái wifi phụ. Vâng. Cái này là nó là model chính cô ạ. Nó giống như cái cờ ở trên của cô ở trên này này. Được không ạ? Còn cô ở đây có dây sẵn ở đây rồi. Thì dòng cái dây này lên thôi. Còn cô phải mua cái kia. Vâng. Bọn cháu không có hai dâu nữa, bây giờ bọn cháu toàn cái bốn dâu nữa. Vâng. Cô hỏi chú xem. Vâng, nó là model chính cô ạ, đây này cô này. Nó giống như kiểu model ở trên này này. Vâng. Cái này chỉ có hàng thu hồi hàng hóa thôi.
Vâng. Cô Hoài gọi chú Hoài xem ạ. Đây anh em chỉ cần chuẩn bị cái dây lan với lại một cái wifi phụ nữa là xong rồi. Đồng chí Phạm Đình Trường tuồn với dây xuống là xong. Cắm mạng lan vào đây. Ôi nó ra ngoài rồi Trường ơi. Nó ra bên ngoài rồi em ạ. Em nhìn có cái khe ở ấy này này. Em bước xuống một tí đi Trường ơi. Bước xuống đi. Ở bên kia có một cái đường, cái dây theo tuần theo dây mạng ấy. Hả? Rồi. Thêm một tí đi. Đùa rồi đấy, đùa rồi đấy em ạ. Không, bây giờ bọn cháu toàn bán cái loại như này thôi. Không có loại 2 dâu à? Vâng. Anh mở hộ em cửa. Đi cửa này à? Cửa này được. Dây phải ngắn này. Dây ngắn á? Để đây cửa. Để đây. Phải khoan là hay như nào? Ổ điện thôi, quan trọng ổ điện thôi. Ổ điện. Đấy anh em nhé, lắp xong rồi. Tí, mấy phút, 5, 6, 7, 8. Test cho anh em thấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Speed test. Go. Đấy, gói này cao thế. Đây là cô gói 190 à? Hay 165 nhỉ? 165. Hình như mọi gói 165. Nhưng mà có cả TV từ đợt đầu tiên ấy. Cô phải dùng đến 5-6 năm đấy chứ nhỉ? Ừ. Đúng không? Phải 165 hay 195. 195. Tám mấy mê đây anh em. 500 được không? Ấy vừa đi làm bắt ngay đây đại tá dí rượu. Cây VA thứ nhì của tỉnh. Còn đây là Ngô Xuân Trung. Giám đốc kho. Kéo vào đâu ấy? Kéo vào trong Đa Phúc. Còn đấy. Đấy. Lại đi lắp tiếp một con tèn đà đây anh em nhá. Này lộc thế sao ấy? Này thứ bảy kiếm nhiều đấy. Vừa làm xong cái con kia.